Gái ơi, gái à, gái ơi, dậy đi thăm ba. Hôm qua con nói nhớ ba, muốn đi thăm ba đó. À, dậy con. Ôi trời, khư ta. Gái nè, ông bà cô chú ơi, gái na nè, gái na ngủ nè, ngủ chưa nè. Dậy liền ta. Ôi trời, hôm qua nói nhớ ba, ông bà cô chú đòi đi thăm ba, nên là hai mẹ con á nói là bữa nay sẽ đi thăm ba, là kêu cái thức dậy liền nè. Quá trời ngoan rồi trời, bị viêm mũi đó ông bà cô chú, ngứa mũi, viêm mũi mà ngủ trong máy lạnh nữa, đọc không, hôm gà mới mở máy lạnh, trời gấp này nóng quá rồi, bị nổi sảy rồi nên là mở máy lạnh này. Giờ đi chuẩn bị đi thăm ba phải không? Ồ, sao mà cục vàng của mẹ nó ngoan dữ vậy ta? Hả? Hai ba năm, ba bốn năm nữa là cao hơn mẹ rồi. Hai ba bốn năm nữa là cao hơn mẹ rồi đó, bà cô chú ơi. Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn miếng gì rồi đi ha. Học cái gì? Vậy đó hả? Mỗi ngày lại mỗi ngày ha. À, muốn làm bây giờ gần sau đi thăm ba, chiều về đi thăm ba, chiều về ra quán làm á, rồi lúc đó con học, thấy không? Chứ giờ mình phải tranh thủ đi thăm ba sớm, biết không con? Dạ, hai mẹ con Na xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì sau khi Na thức dậy rồi, hai mẹ con cũng cho Na ăn ít ba trái bắp, rồi xong cái gọi đầu cho Na. Xong giờ hai mẹ con lên đường. Nè Na, ông bà cô chú nè. Xin chào bà cô chú, con là Na, con 6 tuổi rồi nha. Con nhớ bà, mình nhớ bà đi thăm bà. Ông bà cô chú đi thăm bà với con Na nha. Hai mẹ con Na tới trạm xe buýt rồi, ông bà cô chú ơi, đi vô mua vé là đi. Dạ, mua xong hai vé rồi, người lớn 6.000, trẻ em 3.000, xe vừa lại luôn. Đi xe nào vậy? Hey. À, cái xe này người ta đi về. Lên con, đi lên trước đi. Trộn lên cái cài dây an toàn lại liền. Giờ xe chạy ông bà cô chú ơi, nè ăn quýt nè. Bữa nay đem cái đồ đeo ở bảo vệ, cái cổ đeo đi theo nữa nè. Cười. Dạ, hai mẹ con ra tới bến xe rồi, đi xuống xe rồi bà cô chú ơi. Giờ đi lại cái thang máy này, đi xuống dưới. Rồi đi. Hai mẹ con lên mua vé xong rồi ông bà cô chú ơi, đi con. Rồi đây mẹ, con cầm rớt mắt á, đi con, nắm tay nắm tay, để xuống đi cho kịp để hơi trễ.
Để đây nè nè. Nó dành cho người cao tuổi ngồi đó, không muốn ngồi không? Không muốn ngồi ngồi cũng được. Không hả? Chút đã. Người cao tuổi vậy? Là những người lớn tuổi người ta ưu tiên cho có chỗ cho người lớn tuổi. Yếu á, người ta hơi yếu á. Nên là phải dành cho người đó, người lớn tuổi. Hai mẹ con đã đổi chuyến tàu rồi, con bà cô chú ơi. Giờ đi tiếp. Đi nãy giờ được mấy cái thang cuộn kìa. Cái giờ đi vô nhà vệ sinh để xong lên cái tàu đi tiếp. Từ từ thôi con té đó. Ta hay người ta vừa tới luôn. May quá. Xuống trạm xe gặp bà cô chú ơi. Trời tạnh mưa chưa ta? Ồ, ở đây hên quá, đây không có mưa anh ơi. Hồi nãy ngồi trên xe, trên tàu á, mưa quá trời mưa luôn. Đi lẻ lẻ nè. Giờ đang đi vô bệnh viện ông bà cô chú ơi. Trời mưa lâm găm. Có đem dù theo nè. Hôm trước có em bé cũng cầm dù đi nữa kìa. Giống nào? Hết mưa rồi anh ơi. Đỡ rồi, dẹp dù đi. Hết mưa rồi, ông bà cô chú ơi, dẹp dù rồi. Bữa nay đi trời cũng hên, trời mát. Cái bệnh viện ông xã Châu Nằm nè, cũng là bệnh viện lớn á. Nó cũng chuyên môn về bên cái pha của ông xã đó. Cũng có khán giả xem thì cũng có góp ý là nằm hoài sao không khỏi mà không chịu chuyển đi bệnh viện khác á. Thì cái bệnh viện này là bệnh viện giống như là tốt nhất về bên cái này. Ngay chỗ khu của Châu rồi cả nhà, khu mà ở thành phố đây nè. Tại vì ông xã không được may mắn nên là đành chịu chứ.
cái bác sĩ điều trị trong xã cũng là bác sĩ giỏi nhất đó. Đi mé này nè con, đừng có ra đường nha. Đi lên nào, đi lên đây nè. Bữa nay cuối tuần nên là không có ai hết trơn nè. Hôm nay sao vắng dữ vậy không biết gì. Thường thường cuối tuần cũng có người. Có người. Ủa sao không được vậy? Hồi nãy ai đi ra chỗ đường này vậy? Bữa nay cuối tuần chỗ này không có đi được cả nhà. Để ra nãy cho mở cửa không được, để chú này lại chú mở được không? Không được. Cuối tuần nên là không có đi được. Đi, đi qua đường kia. Đợt hổm từng mấy tuần trước có đi một lần rồi, hai mẹ con đi mở mấy cánh cửa luôn mà không được nên là phải đi vòng đường khác. Đi qua mấy cái đường bên đây nè, không biết được không. Nay hai mẹ con tới đây là 12 giờ luôn. Trời ơi, đi xuống đây không được luôn cả nhà ơi, không vô được mấy đường này. Kỳ vậy ta. Đi kiếm đường khác nữa con ơi. Hai mẹ con đi kiếm đường khác nữa không bà cô chú ơi. Ở đây nè, đây chắc được quá. Không được nữa, kỳ vậy ta. Kỳ vậy ta. Ôi, đi con ơi. Đi. Đi xuống đây à ông bà cô chú ơi. À, bấm cho nó đó hả? Rồi, vô được tới trong rồi. Vô cầu thang, vô thang máy luôn rồi. Trời ơi. Đi thăm ba vui vậy đó hả? Hỏi nó đi thăm ba mà vui vậy đó hả? Nó nói mệt mà vui. Lên đây nè con. Ở đâu? Đây hả? Chết, không có ai chơi sao vậy? Không có ai chơi sao vậy? Cái đó không có thẻ, không có ấy được. Hết. Vô mà không có ai chơi, không có nhà mới. À. Vô được rồi, ông bà cô chú ơi, có người mở cửa giùm. Chào đi. Dạ chào. Hana ya, đi con. Hana, Hana ya. Số tàu khe thì. Sao không chào bà? Dạ chào. Apa cisa kuisa? Mucano. Apa? Panggil ke? Nenek kelang lah. Apa? Ah, baca kuisa. Cak kuisa yo. Kami cara jadi mana? Cari dah. Bursa kakak nak tak aja. Hôm xã Châu vừa uống sữa vừa ngủ. Dì nói là hồi tối không có ngủ ngon nên giờ ngủ nè. Dì nói là mới cắt tóc nữa nè. Hả nói tôi còn gì nè. Hả? Đi ra nát xa. Vô bồ. U đi quá xa. Appa. Hana quá xa. U đi tay quá xa. Appa. Appa bố sức quá xa. Hana ya. Hana quá xa vô. U đi tay. Quắc Hana. Appa hả đây ạ? Appa. Đi ăn đây ạ.
Cho bà đi. Dạ, hồi nãy cháu không có mang bao tay. Cái cô y tá vô đo cái nhiệt độ cho ông xã cháu á, biểu là cháu nên bao tay, đeo bao tay vô đi. Nên là hai mẹ con đeo bao tay vô nè. Papa. Kêu ba hoài, ba. Ba mở mắt ba nghe mà, tại vì ba đang uống sữa, ba nằm hơi cao nè. Dì đi ăn cơm rồi, cháu kêu dì đi ăn cơm đi. Nha bô. Mùi đi quá xa. Thằng xin mà anh đi bô cô xếp phá xa. Hả? Gì con? Cái gì? À, cái đó để ba nắm cái tay cầm. Thằng xin u đi bô cô xếp chị. Hả? Bô cô xếp phá. Bô cô xếp phá miền. Nên cầm bạc hay bó. Nên cầm bạc. Nè xô đi tư rất xa. Nè một xô đi tư rất xa. Hả? Nè một xô đi tư rất xa. Hà nà một xô đi tư rất xa. Tư rì mẹ ổng. Nôn cam bạc hay bó. Nôn cam bạc. Nôn cam bạc hay. Tư rì mẹ. Cam bạc. Ồ. Rất xa. Tư rất xa. Châu kêu ông xã là có nghe giọng của Na không? Nếu nghe thì chớp mắt. Lần này lên ông xã không có thay chớp mắt nè. Mấy lần trước là chứ chớp mắt liên tục, dù có nói hay không nói cũng chớp mắt nữa. Mà hôm nay không có chớp mắt nhiều nè. Thằng xin ô nâng mâm miêu tết xa. Hả? Châm cho ách xa. Mà. Hana nó cầm cái đồ chơi của nó lên nó khám bệnh cho ba nó nè, bà cô chú. Nó đòi mấy lần trước châu la nó. Sorina. Đánh ịt ịt vậy đó hả? Nắm tay ba, bóp tay ba nè. Tha tay cho ba nè. Sao? Ba sao? Sorry nè. Người nói chuyện hát cho ba nghe đi, ba đang nghe con nè. À ba nghe đây ạ. Người đi tay ta nói ạ. Ba nghe đây ạ. Người đi tay ta nói ạ. Hát muôn o cho bà nghe đi, bà nghe cái bài đó chắc ba mắc cười lắm á. Nay là mùng năm cười mùng năm a cũng sợ cái đầu mùa đi đường thế gì sợ nay là mùng năm cả mình trái mùng năm cha mẹ tôi mừng 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 cùng chia chắc đến tổ yên. Keep my soul on where to go.
Xong á hả? Rồi còn bài gì nữa không? Rồi lại đứng hát cho ba nghe đi. Ba thích con hát á. Hát mấy bài mắc cười cho ba vui. Hát lớn nè. Đứng lại xích đi. Ông xã Châu uống cái này nè cả nhà. Cái này làm như cũng của Mỹ hay sao á. Nè thấy tiếng Anh nè, phải không? Của nước ngoài hay gì đó. Uống cái này là 500ml, là nửa lít á. Anaya bata musene kamuldo ga. Gì à, chờ uống nước. Uống hết sợ, uống hết cái này. Muldoga hatana. Apa marhesa? Hát cho ba nữa đi, nghe gì nữa đi con. Apa marhesa? Nore pula. Ôi, tôi chẳng xa hề không? Nè, chẳng xa hề không? Ôi, cô rồi tôi cái đề nè. Nè. Cô rồi hana ăn bôi, hắn chăm ăn bát tắc quá. Cô rồi wạc quân à, bà bố lạc quá. À, bà bố cô xếp phò, cà cô xếp phò yô. À, bố cô xếp tắc quá, cà chì cà chà kè? Nè. Cô rồi, bà bố cô xếp phò yô, cơ chì? À, bà kì tà rò. À, bà kì tà rò. À, bà... Nào, wà sò, bê thơ nam hành bông nô lo cài đặc quê. Khi ta đi cô ít sợ yêu. Việt Nam nô lô gà giá có, hàng gì giá có. Nè. Giá có. Phải lì nà xa gà kể rửa tiê tiê kênh đi à. À, bác tông tên kì. Việt Nam hà gò, hàng gò gà nô lô gà tiê kênh đi à. À, bác. Ít cơ. À. Nhiều. Apa ở đây apa ngồi cơm xe vào đây? Apa cơm xe. Nó lấy cái đầu này lên, nó phè với bà, nó đem cái này lên nè. Nhiều apa ở đây apa nó. Hôm nay khám bệnh cho ba nha ba. Ba nhanh hết bệnh về nhà với Na nha. Mẹ cũng nghe thử coi. Mẹ cũng nghe thử coi. Chúng ta soi đi nè. Vậy đó hả? Dạ nhờ hai mẹ con Na đi về, ông bà cô chú ơi vô thăm ba được một tiếng, ngày giờ đi về. Dạ ông bà cô chú ơi, hai mẹ con Châu đã ra khỏi bệnh viện rồi. Thì bây giờ cũng còn đang trong vòng ở đây, chưa có ra ngoài mé đường á. Giờ hai mẹ con sẽ đi ra ngoài, rồi đi lại cái bến tàu, rồi đi về dưới. Nà nó nóng không bà cô chú. Rồi thì cái video của Châu nó cũng dài lắm rồi. Thôi thì Châu cũng xin dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, cả nhà đã xem video ủng hộ gia đình của Châu nghe. Hôm nay xin kính chào ông bà cô chú nè. Xin chào ông bà cô chú, xin chúc ông bà cô chú luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào.